Trong buổi tọa đàm này, các vị chuyên gia của Bệnh viện Thống Nhất sẽ giải đáp những câu hỏi, những thắc mắc của tất cả quý vị. Ngay bây giờ, Thanh Đáp mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với bốn vị chuyên gia. Đầu tiên, xin trân trọng giới thiệu mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Đình Thanh. Xin trân trọng giới thiệu có Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Tân. Mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với Bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Thế Hoàng. Và cuối cùng, xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Lân. Dạ, và trước tiên mở đầu cho buổi tọa đàm ngày hôm nay, xin phép nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Đình Thanh chia sẻ thêm về tầm quan trọng của vaccine với sức khỏe của người trưởng thành, đặc biệt là với người cao tuổi, và những lợi ích mà vaccine mang lại là gì, thưa Phó Giáo sư? Kính thưa các quý vị, chúng ta đều biết rằng là miễn dịch là vô cùng quan trọng. Nhờ có miễn dịch thì cơ thể chúng ta có thể chống chọi, đề kháng được các cái bệnh và không mắc các bệnh đó. Và chúng ta biết rằng là chúng ta có miễn dịch tự nhiên, tức là sinh ra hoặc là cơ thể chúng ta vốn có những cái miễn dịch đó. Nhưng đây là các cái miễn dịch không đặc hiệu, nó chỉ giúp phòng ngừa được các cái bệnh thông thường ở chung chung thôi. Và chúng ta biết rằng là muốn phòng được các cái bệnh nguy hiểm, các bệnh mà lây nhiễm, mà lan rộng ở trong cộng đồng, có các di chứng, biến chứng hoặc là tỷ lệ tử vong cao, thì cơ thể một mình, các hệ thống miễn dịch tự nhiên là không chống chọi được. Muốn có được cái miễn dịch, người ta gọi là miễn dịch thụ động, hay là miễn dịch thu được, hay là miễn dịch mà đặc hiệu, thì cần phải có một cái cơ chế để cho cơ thể sinh ra cái loại kháng thể để chống lại cái tác nhân gây bệnh đó, người ta gọi là vaccine. Và nhờ có tiêm vaccine thì cơ thể chúng ta sẽ sinh ra được các cái kháng thể hay là hệ miễn dịch để chống lại các cái bệnh mà chúng ta mong muốn là kiểm soát được nó và không mắc nó. Thì chính vì vậy vai trò của vaccine là đặc biệt quan trọng. Và chúng ta thấy rằng là vaccine đối với trẻ em đã thể hiện được cái vai trò của mình. Chúng ta thấy rằng là nhờ có tiêm chủng vaccine mở rộng, chúng ta đã gọi là loại trừ được bệnh đậu mùa và một số các cái bệnh khác ra khỏi các cái đời sống, và người ta có thể yên tâm với vấn đề này. Tuy nhiên, nếu như chúng ta không theo dõi, chúng ta không nhắc lại, thì không cẩn thận những cái bệnh nguy hiểm nó lại tái lại. Đấy là đối với trẻ em thì chúng ta đã thấy vai trò của vaccine là rất lớn rồi. Đối với người trưởng thành thì chúng ta có cần tiêm vaccine hay không? Người trưởng thành cũng có thể mắc một số bệnh khác mà khi mắc cũng rất nguy hiểm, chúng ta cũng phải tiêm vaccine. Nhưng đặc biệt là người cao tuổi, là người có đã suy giảm chức năng của rất nhiều các cơ quan, và trong đó có hệ miễn dịch của người cao tuổi cũng bị suy yếu. Cho nên việc dự phòng đối với các bệnh là rất quan trọng, vì đối tượng này rất dễ mắc các bệnh đặc biệt như cúm, như viêm phổi và các cái bệnh do các cái virus khác. Chính vì vậy, cái việc tiêm vaccine cho người cao tuổi là rất cần thiết. Tuy nhiên là tiêm loại gì, tiêm vào lúc nào và có nhắc lại hay không thì đó lại là dành cho các chuyên gia cần phải tư vấn, khám toàn diện và tư vấn cho bệnh nhân. Chúng ta muốn nói lên rằng đối với người cao tuổi thì vai trò của vaccine quan trọng và đặc biệt quan trọng. Muốn có một cái thế hệ người cao tuổi khỏe mạnh, chất lượng cuộc sống tốt, ít bệnh tật, và đặc biệt là những người có kinh nghiệm, những người có kiến thức sẽ truyền tải lại kiến thức cho chúng ta, thì chúng ta cần phải bảo vệ đối tượng này. Mà một trong những cái bảo vệ chúng đích đó là bảo vệ bằng vaccine. Xin cảm ơn. Dạ, xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Đình Thanh. Dạ, kính thưa bác sĩ, lâu nay thì cái vấn đề chúng ta tiêm ngừa thì được chú trọng ở trẻ em hơn là người lớn, đặc biệt là trên người cao tuổi. Một phần thì xuất phát từ việc không nắm được thông tin những vaccine nào thì cần tiêm cho người lớn, nên ưu tiên loại nào trước và loại nào sau. Và cũng nhân chương trình ngày hôm nay, xin phép nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Đình Thanh có thể chia sẻ thêm đôi chút về vấn đề này để giúp cho tất cả quý vị khán thính giả có thể hiểu rõ hơn. Xin trân trọng kính mời bác sĩ ạ. Chúng ta đều biết rằng là trước đây thì với điều kiện kinh tế và với điều kiện thông tin khoa học kỹ thuật, chúng ta mới tập trung vào đối tượng đó là trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh, các cái trẻ em đang độ tuổi lớn, để chúng ta tạo ra một thế hệ khỏe mạnh có thể phòng chống được các cái bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên là với sự phát triển của khoa học kỹ thuật mà phát triển của bệnh tật, thì chúng ta thấy rằng là việc chăm lo sức khỏe, đặc biệt là dự phòng bệnh ở những đối tượng người lớn và đặc biệt là người lớn tuổi đa bệnh lý, thì nó cũng rất quan trọng để tạo nên một cái thế hệ
mà khỏe mạnh, có chất lượng cuộc sống tốt, đảm bảo gọi là sức lao động cũng như là một cái môi trường kinh tế, chính trị, xã hội lành mạnh, thì chúng ta cần tạo ra một cái thế hệ, kể cả trung niên, độ tuổi lao động lẫn những người cao tuổi, là phải có sức khỏe tốt, kể cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ. Dạ, xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Thanh. Dạ, kế đến câu hỏi tiếp theo, xin phép nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Tân và Bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Thế Hoàng có thể trả lời cho tất cả quý vị khán thính giả. Thưa các bác sĩ, người lớn tuổi nào thì có nguy cơ mắc cúm mùa và gặp biến chứng cho căn bệnh này cao hơn cả, thưa hai vị? Có thể nói đây là một cái câu hỏi mà hầu hết bệnh nhân cũng như là người nhà của bệnh nhân và cả ngày chúng ta đều quan tâm. Chúng ta biết rằng người cao tuổi hay là rất cao tuổi tức là từ 80 tuổi trở lên á, còn cao tuổi là từ 60 tuổi trở lên, thì thường có rất nhiều cái bệnh đồng mắt, tức là các cái bệnh nhân này thường nhập viện vì có một bệnh cảnh cấp tính nào đó, nhưng mà bên cạnh đó có rất nhiều bệnh đồng mắt, hay nói là mình nói là đa bệnh. Cái đó thì cái nguy cơ sẽ dẫn đến tiên lượng sẽ xấu hơn. Như vậy thì người ta hay nói một cái câu mà mình hay nói trong dân gian, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Như vậy thì có những cái bệnh lý mà mình có thể dự phòng được, thì tại sao mình không dự phòng trước khi để xảy ra mắc bệnh? Tại vì khi nó mắc cái bệnh cảnh cấp tính rồi thì cái tiên lượng của người cao tuổi nó thường xấu hơn người không cao tuổi, do cái sức đề kháng suy giảm, do quá trình lão hóa, do phải sử dụng đa thuốc chữa nhiều bệnh thì cái nguy cơ bị biến cố nó nhiều hơn. Như vậy thì những cái đối tượng nào là cái nguy cơ sẽ gặp những cái biến cố này, thì người ta xét cái người cao tuổi là một trong những cái đối tượng nguy cơ đó. Thứ hai là những cái bệnh lý mà liên quan tới tim mạch, chúng ta biết rằng tim mạch, trong đó ví dụ như là nhồi máu cơ tim, suy tim là hai cái bệnh cảnh mà cũng khá thường gặp trên người cao tuổi. Nhưng khi đồng mắc một cái bệnh cảnh cấp tính, ví dụ như viêm phổi hay là cúm, thì những cái người này tiên lượng rất là kém. Bên cạnh đó thì những người, thậm chí những người cao tuổi, chúng ta biết rằng nhiều khi không có bị nhồi máu cơ tim, nhưng mà bị một cái đợt nhiễm cúm chẳng hạn, sau đó sẽ bị nhồi máu cơ tim, hoặc là bị suy tim, xuất viện về phải tái nhập viện lại vì cái suy tim nó nặng hơn. Cho đó chúng ta hiểu rằng là ngay cả trước khi phát hiện ra bệnh hay là có bệnh tiềm tàng rồi, thì khi nhiễm cúm, nhiễm những cái viêm phổi, thì cái tiên lượng của người cao tuổi rất là nặng. Bên cạnh đó thì những cái nhóm bệnh tiếp theo, đó là những cái bệnh về hô hấp, bệnh về nội tiết chuyển hóa, đặc biệt là đái tháo đường, hay là những bệnh liên quan tới thần kinh, ví dụ như là những người cao tuổi hay có tình trạng suy giảm nhận thức, trong đó Alzheimer là một trong những cái bệnh cảnh mà họ khi nhiễm cúm hoặc là cái tỷ lệ họ sẽ mắc, tăng cái tỷ lệ Alzheimer lên. Đó là những cái đối tượng mà mình xếp vào nguy cơ cao. Tóm lại, nguy cơ cao tức là bệnh nhân cao tuổi bởi có bệnh lý tim mạch, bệnh lý về hô hấp, trong đó hen hay COPD, bệnh lý về chuyển hóa có nội tiết, bệnh lý về suy giảm nhận thức, ví dụ như là Alzheimer hay sa sút trí tuệ đó. Đó là những cái đối tượng mà rất là nguy cơ cao, mà dường như rằng tỷ lệ mắc bệnh nguy cơ, đối tượng cái bệnh lý nguy cơ cao này nó hiện diện và thường gặp trên bệnh nhân lão khoa của chúng ta. Do đó đây là những đối tượng mà nguy cơ rất cao để mà chúng ta xem xét chích dự phòng vaccine, để mà nó giảm được cái biến cố khi mà họ phải bị nhiễm những cái virus gây, ví dụ cúm mùa hay là phế cầu hay là những cái chủng virus khác. Xin trân trọng cảm ơn phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Tân. Và không biết rằng đối với câu hỏi này thì bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Thế Hoàng có bổ sung nữa hay không ạ? Phần Phó Giáo sư Tân đã thông báo cho chúng ta thì khá rõ. Ở đây tôi xin nói thêm về vấn đề hô hấp. Đối với một người cao tuổi, trên 65 tuổi hoặc là trên 80 tuổi, thì thường có cái bệnh lý hô hấp mãn tính, đó là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phế quản mãn, khí phế thủng hoặc là hen phế quản. Thì những đối tượng này rất dễ, đó là cái đối tượng của nguy cơ cao của các cái cúm hoặc là viêm phổi do phế cầu. Như chúng ta biết, những cái bệnh phổi mãn thì đa số nhập viện hoặc là tình trạng xấu đi là do có các cái đợt cấp, mà các cái đợt cấp của cái bệnh phổi mãn thường có yếu tố thúc đẩy, đó là nhiễm cúm hoặc là viêm phổi do phế cầu. Từ đó thì sẽ sử dụng thuốc nhiều hơn, rồi tỷ lệ nhập viện nhiều hơn, bệnh nhân khó thở nhiều hơn, rồi chức năng hô hấp sẽ giảm. Do đó các cái chi phí gián tiếp trực tiếp để điều trị bệnh lý hô hấp mãn tính nó tăng cao, thậm chí những cái bệnh nhân nặng tỷ lệ tử vong cao hơn nữa. Do đó việc chủng ngừa
cúm và phế cầu đối với bệnh hô hấp mãn tính thì rất cần thiết cho những cái đối tượng cao tuổi. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Hoàng. Dạ thưa các bác sĩ, cúm mùa là một trong những căn bệnh truyền nhiễm đáng quan ngại, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa nắng mưa thất thường như hiện nay. Song may mắn là căn bệnh này cũng đã có vaccine phòng ngừa. Xin nhờ bác sĩ có thể đề cập thêm tiêm ngừa vaccine cúm mùa thì mang lại lợi ích như thế nào và vì sao thì vaccine cúm mùa chúng ta cần phải nhắc lại hàng năm thưa bác sĩ Hoàng? Trước tiên là xin nói một chút xíu về cúm. Thì mình nói cúm mùa tức là cái bệnh nhiễm trùng do virus cúm gây ra, đó là virus influenza. Cái loại virus này nó có 4 tiếp A, B, C, D, nhưng mà thường gây bệnh ở người đó là tiếp A và tiếp B. Ở Việt Nam mình thì đa số là tiếp A, chiếm 75%. Thì đa số các nghiên cứu và các chuyên gia thì cho thấy rằng là cái cúm A thường, cúm mùa ở Việt Nam thường là gây bệnh vào tháng 3, tháng 4 hoặc là tháng 9, tháng 10, giống như cái thời điểm chuyển mùa giống như hiện nay, đó là thời điểm cúm mùa rất là nhiều. Và do đó thì các chuyên gia và các khuyến cáo nên khuyên mình nên chích ngừa cúm trước cái giai đoạn này, tức là trước cộng 2 tuần hoặc là 1 tháng. Ví dụ tháng 3, tháng 4 thì mình chích đầu tháng 3, hoặc là ở cái thời điểm này thì mình chích tháng 9, tháng 10 là tốt. Và cúm mùa thì nên tiêm mỗi năm. Lý do là cái virus cúm này nó biến đổi liên tục, và cái hiệu giá kháng thể khi mà mình chích ngừa cái chủng ngừa loại vaccine thì nó có giá trị dưới 1 năm. Do đó thì các cái nghiên cứu, các chuyên gia họ điều chỉnh từng năm một và từng cái địa phương mà có cái loại cúm gì để người ta sản xuất cái vaccine đó cho phù hợp. Và do nó thay đổi liên tục, nó biến đổi liên tục nên người ta khuyên là nên chủng ngừa cúm hàng năm mỗi lần. Dạ, xin phép nhờ bác sĩ Nguyễn Văn Tân có thể giải đáp thêm về vấn đề này cho tất cả quý vị khán giả. Thật ra thì cũng rất là đồng ý với cái chia sẻ của bác sĩ Chiêu Hải Ngô Thế Hoàng. Thì chúng ta cũng biết rằng cái cúm mùa đó nó rất là quan trọng. Tại vì sao? Tại vì khi mà bị nhiễm cúm mùa thì những cái bệnh nhân của chúng ta là phải nhập viện, cái tỷ lệ mà có nhiều bệnh đồng mắc, có bệnh cấp tính nhập viện tăng lên. Mà khi vô viện rồi thì cái hậu quả rất là nặng nề, tức là cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân đó nó sẽ rất là cao, thời gian nằm viện nó sẽ kéo dài, tốn rất nhiều chi phí cho điều trị. Ví dụ khi bị nhiễm cúm, sức đề kháng nó còn giảm tệ hơn nữa, thì lúc đó bội nhiễm vi khuẩn nó sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của bệnh nhân, mình phải tốn cái chi phí để mình điều trị đó. Cái thứ tư nữa là gì, nó làm tăng cái tỷ lệ mà tái nhập viện sau khi bị nhiễm. Và cái cuối nữa là gì, tức là những cái biến cố mà liên quan tới nhiễm cúm đó, có giống như tôi đề cập lúc đầu, có thể là họ vào họ bình thường chứ hồi bị nhiễm cúm xong họ nhập viện vào, xong rồi họ xuất viện lại 5-7 ngày sau, 1 tuần sau, người ta thống kê thấy rõ, tức là trong vòng 4 tuần sau khi nhiễm cúm, cái tỷ lệ bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim tăng rất cao. Cho đó những cái biến cố liên quan tới tim mạch sẽ xuất hiện sau khi bị họ nhiễm cúm. Tại vì nó làm to biến những cái biến cố liên quan, tức là khi nhiễm cúm nó làm thay đổi cái chuyển hóa trong cơ thể, làm sức đề kháng giảm, làm những cái mảng xơ vữa trong động mạch vành nó không ổn định, nó tăng quá trình viêm lên, tăng đông, do đó nó có thể bị đột quỵ, có thể bị nhồi máu cơ tim hay là thuyên tắc mạch. Do đó đây là những cái vấn đề rất là quan trọng. Do đó thế làm sao mình dự phòng, đừng có để cho nhiễm cúm thì cái hậu quả nó sẽ tốt hơn. Do đó cái đó là cái mà người dân cũng như là bản thân bệnh nhân của chúng ta hoặc là người nhà của chúng ta, chúng ta nên hiểu để mà tại sao mà mình dự phòng bằng cách mình tiêm chủng định kỳ hàng năm. Lý do tại sao hàng năm thì thạc sĩ bác sĩ Hoàng cũng đã giải thích cho chúng ta rõ rồi. Do đó thì đây là những cái lưu ý mà chúng ta khi tiếp cận những cái dự phòng cho bệnh nhân lão khoa của chúng ta. Dạ, cảm ơn hai bác sĩ. Thưa quý vị, có thể rõ ràng thấy là cúm mùa đôi khi chúng ta nghĩ nó đơn giản lắm, uống thuốc một vài ngày mà khỏi. Tuy nhiên là qua hai sự tư vấn vừa rồi, có thể thấy là có rất nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Và may mắn là chúng ta cũng đã có chìa khóa, cũng đã có một lá chắn để bảo vệ, đó là vaccine cúm mùa. Và ngay bây giờ để hiểu rõ hơn về loại vaccine này thì xin phép chuyển câu hỏi đến cho thạc sĩ Nguyễn Ngọc Lân trả lời. Thưa bác sĩ, tại Việt Nam, vaccine cúm mùa nên tiêm vào thời điểm nào trong năm để có vaccine mới của mùa đó, và sau khi tiêm thì bao lâu sẽ có hiệu lực thưa bác sĩ? Xin kính thưa là ở Việt Nam cũng như trên thế giới, người ta chia theo cái vị trí địa lý. Thì mình có cúm mùa ở vị trí Bắc Bán Cầu, thì thường có mùa vào từ tháng 10 cho đến là tháng 3.
và thứ hai là cúm nam bán cầu thì từ tháng tháng 3 tới tháng 9. Và như vậy là ở Bắc bán cầu thì thường người ta phải tiêm chủng trước khi vào cái mùa cúm, thường là vào cuối tháng 10. Như vậy mình có cúm vào đầu tháng 10, mình có cái cúm Bắc bán cầu. Và thứ hai là ở Nam bán cầu thì mình có cúm thì phải tiêm vào cuối tháng 5. Và thường ở Việt Nam mình á, thì cúm này lưu hành quanh năm luôn, có nghĩa là mình có thể tiêm bất cứ thời điểm nào mà đúng thôi, mình có chỉ định mà tiêm thì mình nên tiêm ở cái vaccine cúm mà có sẵn có. Cho nên là mình nên tiêm vaccine cúm vào cái thời điểm mà được có sẵn sàng để mà tiêm chủng. Và thứ hai nữa là sau khi tiêm chủng xong thì khoảng từ 2 đến 3 tuần thì mình sẽ có cái miễn dịch bảo vệ. Và trong cái thời gian mình chờ hay miễn bảo vệ, mình cũng nên bảo vệ sức khỏe, cũng như mình thời điểm mình chích Covid gì đó, chích xong rồi mình phải bảo vệ, mang khẩu trang tránh để bị nhiễm bệnh cho tới khi mình có miễn dịch bảo vệ. Xin cảm ơn. Dạ, và cũng liên quan đến cái vấn đề tiêm vaccine thì có rất nhiều các cô chú anh chị đặt câu hỏi là không biết thì vaccine cúm mùa thì có thể tiêm cùng lúc với các loại vaccine nào khác hay không, và làm thế nào để họ biết là vaccine cúm mùa mình được tiêm là của mùa cũ hay là mùa mới, thưa bác sĩ Lân. Dạ, thì rất là cảm ơn câu hỏi của MC. Thì trên chẳng hạn như mình có bắt ở vào tháng 10 mình sẽ có vaccine mới năm 2023-24. Rồi nếu mà những năm trước mình sẽ có năm 23 thì mình có vaccine vào tháng 3, có năm vaccine mới. Nếu mình tiêm, mình có chờ thì mình có thể chờ theo những cái thời điểm bắt đầu có cái cúm mới. Tuy nhiên ở Việt Nam mình như bạn đã nói rồi thì mình nên có thể tiêm bất cứ lúc nào mình có cái chỉ định tiêm để mình bảo vệ, do là Việt Nam mình lưu hành quanh năm luôn. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới thì khuyên mình là nên tiêm vào thời điểm mình có thích hợp để mà được tiêm chủng. Dạ, và nhiều người lớn tuổi thì họ lo ngại là sau khi tiêm vaccine thì mình sẽ bị hành rồi bị vật nhiều hơn. Vậy thì quan điểm của bác sĩ Lân về vấn đề này như thế nào? Những cái tác dụng phụ nào thường gặp sau khi chúng ta tiêm vaccine, đặc biệt là trên người trưởng thành, người lớn tuổi nói chung? Và cái hướng xử trí chúng ta làm như thế nào, thưa bác sĩ? Xin cảm ơn câu hỏi của em. Thì vaccine cúm mình thì ở những người mà lớn tuổi hoặc người có bệnh nền thì phản ứng cũng không khác gì so với cái người bình thường hết. Cho nên là các bạn, và vaccine cúm đã được tiêm trên 60 năm với hàng tỷ liều vaccine đã được tiêm chủng để cho thấy được cái độ an toàn cũng độ hiệu quả của vaccine. Và những phản ứng mình thường gặp, phản ứng nhẹ tại chỗ như là đau hoặc là viêm nhẹ ở chỗ tiêm và thường là khỏi sau 2-3 ngày. Những trường hợp mà có thể nặng chút xíu mình có thể dùng các cái thuốc như paracetamol để mà giảm. Và trường hợp nặng hơn chút xíu có thể là bị mệt mỏi, nhức đầu vân vân. Nhưng đa số là vaccine này rất an toàn và không có tác dụng phụ nhiều. Và có sự giữa những người có bệnh nền cũng như là người khỏe mạnh thì cũng tương tự nhau về phản ứng phụ. Dạ. Và khi mà chúng ta đề cập từ đầu cái buổi lễ khai mạc ngày hôm nay thì người lớn tuổi họ có thể cùng lúc mắc rất là nhiều bệnh nền, 3 đến 4 bệnh cùng một lúc. Và song song với đó khi mà có bệnh thì uống rất là nhiều loại thuốc để mà điều trị. Thì khi mà họ tiêm vaccine cúm thì cần thông báo những cái thông tin gì cho các bác sĩ, và có ngưng sử dụng cái loại thuốc nào trước khi mà họ bắt đầu tiêm ngừa cúm hay không, thưa bác sĩ Lân? Xin cảm ơn câu hỏi. Đây là câu hỏi rất thường gặp về cái vấn đề mà khi mà trước khi tiêm chủng. Ở những người lớn tuổi có nhiều bệnh nền, có nhiều cái dùng sử dụng thuốc rất là nhiều, thì theo mình nói là vaccine rất là an toàn. Và thứ hai là bệnh nhân cũng nên thông báo tình trạng bệnh nền để mà bác sĩ biết cái thời điểm nào phù hợp để mà cho bệnh nhân tiêm chủng để bảo đảm được cái hiệu quả tốt nhất của vaccine. Ở đây mình chẳng hạn như là bệnh nhân phải ổn định về huyết áp, nếu có huyết áp cao thì ổn định, hoặc là tiểu đường, ổn định tiểu đường. Ở những bệnh nhân mà nhập viện thì trước khi mà xuất viện mình có thể tiêm chủng vaccine, hoặc là trước khi tái khám 2-3 tuần qua lại tái khám thì mình có thể tiêm vaccine được. Và những cái người mà có bệnh nền đang dùng thuốc thì mình không có ngưng thuốc, và bác sĩ sẽ hỏi thông tin bệnh nhân, cung cấp bệnh nền, cung cấp cái loại thuốc đang sử dụng, ví dụ thuốc hóa trị ung thư hoặc thuốc ức chế sinh học trúng đích, hoặc là thuốc ức chế miễn dịch corticoid, thì bác sĩ sẽ canh cái thời điểm phù hợp để mà tiêm chủng sau khi mà tầm soát về bệnh, sau khi mà tư vấn để có thời điểm tiêm thích hợp để mà bệnh nhân có miễn dịch tốt nhất sau khi tiêm vaccine và hoàn toàn không ngừng thuốc khi đang điều trị. Xin cảm ơn. Dạ, thân đó xin trân trọng cảm ơn những phần tư vấn chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Lân, phó trưởng trung tâm tiêm chủng của Bệnh viện Thống Nhất đã giải đáp đến tất cả quý vị khán thính giả. Làm sao để chúng ta tiêm như thế nào là đúng cách, và trước khi tiêm chúng ta cần phải lưu ý những vấn đề gì. Và tiếp tục chương trình xin gửi câu hỏi đến cho bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Thế Hoàng. Là xin phép nhờ bác sĩ Hoàng có thể cho biết lợi ích của tiêm ngừa cúm và phế cầu ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính là gì, thưa bác sĩ? Dạ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là thường gặp ở những cái người lớn tuổi, đặc biệt là trên 65. Và theo năm tháng thì chức năng hô hấp của mình sẽ bị suy giảm, và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó làm cho cái chức năng hô hấp của mình nó suy giảm càng ngày càng đi xuống.
và mục tiêu điều trị được khuyến cáo cho bệnh nhân COPD, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tức là làm cho chức năng hô hấp đừng suy giảm, mà muốn bớt được cái sự suy giảm đó nhanh chóng thì mình phải làm giảm bớt cái đợt cấp nhập viện của bệnh nhân, hoặc là những đợt cấp phải dùng nhiều thuốc lên. Thì đã có nhiều nghiên cứu đã cho thấy thì khi mà mình chủng ngừa cúm và phế cầu thì sẽ làm cho cái bệnh nhân có cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì ít triệu chứng nặng hơn, ít phải nhập viện, ít phải dùng thuốc, và chức năng hô hấp của họ sẽ được ít bị suy giảm, thậm chí còn có cải thiện hơn. Từ đó thì người ta đã nhận thấy là lợi ích của cái việc chủng ngừa cúm và phế cầu ở bệnh nhân COPD thì sẽ làm giảm được cái gánh nặng của cái bệnh lý COPD ở người cao tuổi. Dạ. Dạ, vậy thì khuyến cáo tiêm loại vaccine nào cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thưa bác sĩ Hoàng? Dạ, hiện tại theo cái chương trình mà của Gold, tức là cái ứng dụng mà quản lý COPD toàn cầu đó, thì cũng như Bộ Y tế của Việt Nam thì khuyến cáo ở những bệnh nhân COPD thì nên chủng ngừa cúm, phế cầu. Và hiện nay thì có ngoài cái chủng ngừa corona thì mình còn thêm chủng ngừa bạch hầu, ho gà. Và khuyến cáo mới nhất mặc dù chưa năm 2024 đó là virus hô hấp cự bào, tức là RSV. Và Bệnh viện Thống Nhất cũng có cái loại vaccine đó. Dạ. Dạ. Và thưa bác sĩ Hoàng, theo Bộ Y tế thì phòng ngừa nhiễm trùng hô hấp thì chúng ta nên tiêm loại vaccine nào thưa bác sĩ? Dạ, như mới nói khi nãy thì Bộ Y tế đánh giá rất cao cái chương trình tiêm chủng, và đặc biệt trong năm 2023 thì có cái bộ tiêu chí để đánh giá và quản lý cái sự tiêm chủng. Thì khuyến cáo là để giảm cái nhiễm trùng đường hô hấp thì cúm và phế cầu là được đưa lên hàng đầu, sau đó là sởi, quai bị, herpes, rồi corona, rồi bạch hầu, ho gà. Dạ. Dạ. Thay mặt cho tất cả quý vị bệnh nhân, quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trực tiếp ngày hôm nay, xin trân trọng gửi lời cảm ơn với những chia sẻ rất hấp dẫn, thú vị, thiết thực của bốn chuyên gia về căn bệnh cúm mùa, chúng ta có thể làm những cách nào để chủ động bảo vệ sức khỏe. Thưa quý vị, qua đó thì có thể thấy việc tiêm ngừa vaccine cúm là cần thiết cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là người lớn tuổi, khi mà hệ miễn dịch chúng ta bắt đầu suy yếu và có nhiều bệnh lý nền đi kèm như là tim mạch, rồi tiểu đường, rồi hô hấp, vân vân. Chủ động tiêm ngừa cúm sẽ giúp ông bà, cha mẹ chúng ta có vũ khí để tự vệ trước chương trình. Và thưa quý vị, chương trình tọa đàm vừa rồi cũng khép lại buổi khai trương Trung tâm Vaccine Bệnh viện Thống Nhất ngày hôm nay. Tuy nhiên thì quý vị khán giả đừng vội rời khỏi màn hình, hãy cùng theo chân Thanh Ráp để mà khám phá trung tâm tiêm chủng của Bệnh viện Thống Nhất, cũng như là để lắng nghe những trải nghiệm của những vị khách hàng đầu tiên quý vị nhé. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong ít phút nữa. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.